Đà Phật. Quy mội ba tâm đi gian nan, dường vàng phải chịu vô vàng đắng cay. Tháng ba sống chết chẳng hay, tháng mười nhâm ngủ ít ta cười khóc lung. Chạy đâu cho khỏi ước mong, linh đình ba tâm vô cùng thở than. Thương người tím ruột khi bầm gan, thân nằm như củi lầm than chập chồng. Tháng ba ba tâm đi khóc ròng, bị tầng nó giết máu hồng tuôn rơi. Tháng năm tháng sáu rụng rời, tháng bảy tháng tám nửa đời ba gian. Lớp binh khi lớp binh ma, lớp nào ban trai lớp ba nào bình dương. Mùa màng thất bát tháng tương, ngõ lên bãi núi tư lương trong lòng. Có khi lửa cháy phập phòng, chạy lên núi cấm chạy dòng đổi ôm. Chúng sanh phải ráng lo phương tu hành. Năm dễ tan ra đã đành, tan điền thương hải mới đành lòng dân. Nói xa rồi lại nói gần, hết đời kêu réo cho trần ráng theo. Làm cho trôi chết cũng nghèo, ráng theo một đạo hiểm nghèo cũng mê. Mấy người chẳng có tin tôi, sao đây mới biết việc đời ô hô. Vợ còn mạnh như trâu, lớn còn mạnh quá ai xô núng nào. Con cửu nó lớn biết khi bao, có khi ngã xuống một giây tiêu tàn. Con về thấy khổ rõ ràng, bần tăng sĩ có nghi phân tàn thế gian. Không văn học gió cho nghi toàn, đằng sau kế thế giúp ba làng độ dân. Nếu không nghe thửa lời thầy, ngày sau rụng cánh rơi đầu đứt chân. Ngày sau giặc đánh từng bừng, cọp rồng nghe cùng khí ngũ dượng ca. Hồng hoàng cao cát cũng ra, mãng xà chim nhạn bay sang khỏi trời. Gớm ghê dòm thấy ơi ôi, thấy nằm máu chảy tràn đồng ghê ô tai. Cuối thân nhiều việc rất gai, hỏi về bãi núi cát bay mịt trời. Hết chi trong hết tưởng việc đời, vua ra
quay trị dân thời tiêu diêu. Chết sao chết rất là nhiều, hội nhau lục tỉnh cũng tiêu một giờ. Gom nhau như cá chạy cờ, dường như chẳng khác con khờ không mấy cha. Từ rằm cho tới tháng ba, người không có nước khóc la như trong nhà. Hết tăng rồi đến niên già, hết trong thờ phượng ông mấy bà mất công. Mười phần hết bảy rõ ràng, chọn đi lựa lại xây sàn rất hung. Thầy tu giữ dạ liệu dùng, thầy tu nhất trí buộc ràng tâm linh. Bao giờ gặp Chúa của mình, Nam mô Bác Ái giữ gìn lòng ngay. Chúng sinh phải bị trời đày, đổi ba năm nữa châu mài lụy sang. Tháng tư kỳ quyết tháng ba, ông bà tiêu diệt ra ma hết rồi. Thế gian khổ sở lắm ôi, con khỉ bị lửa ngó ngồi trong đan. Cuối gà còn ít để người ta, ông bà lên xuống nghỉ mà còn chi. Bây giờ đang nói tiên tri, ông nào cũng giỏi biết tri việc đời. Nay mai đổi xác sang thế giới, biết hồn tiêu xác cho mà biết cả nhau. Chừng nào lỡ đất cù lao, phận chia thiên các giới nhau mối sầu. Nói ra giả bắt buồn rầu, dàm nào ông trưởng liền cầu để đi. Bây giờ lời nói hồ nghi, biết chừng đó có hay không ở xa gì. Minh dưỡng ra trị vậy thì, tháng tám năm dậu lộ kỳ thằng ra. Lúc này chưa thấy nghìn ngang, đến cơn rốt việc dài gian không lành. Cội thông giao ngọn bên gành, trước không niệm Phật sao đành lòng dân. Bây giờ khổ sở tới chân, các nước hội đến nhảy đâu khỏi bờ. Thấy con bé dại còn khờ, không cho vô Chúa dập má lờ nắng mưa. Ráng tu đặng có lọc má lừa, ngày sau sáng suốt đặng chừa nói ra. Khuyên đừng tin tưởng đạo tà, thấy lên ngút ngắt dội mà tin theo. Ngày sau yêu thuật hiểm nghèo, ông lên mà
xuống sao mà diệt tiêu. Đời này ma quỷ rất nhiều, thế gian đừng có đổi dời. Nay theo ông đó mãi thời, ông kia ăn chay như cá dồn đìa. Chừng nào nước ngập cá mà lội lên, ăn chay giữ dạ cho nghĩ bền. Bỏ quên tội phước không nên ở đâu làm. Bây giờ trong dạ nghĩ còn tà, cứ đeo lục thục bỏ qua như cho rồi. Vì tu đừng có lỡ nghĩ bồi, tu tâm dưỡng tâm cho rồi mới nên. Năm khi nghĩ lại không bền, tự bề giặc đánh không phương trung dài. Cần dân lỗ đắp sữa rồi, phố phường cũng có ăn rồi, máu ra. Trên bờ giặc đánh hằng hà, lớp giặc lớp thu nó ra đi một lần. Trốn đâu cho khỏi nước tần, kẻ kêu người nhớ dạy lần cho nghĩ xem. Cá kêu cùng bớ mấy em, nhất tâm hành đạo quan nghĩ mà riết kỳ mau. Dưới sân chẳng có vắng nào, ai bên ghe khích ở trong vào nói đuôi. Vui thôi như hội tầm dương, mảng xà cất cổ nuốt cả người ngọn mi ngang. Kẻ la người khóc nghe gian, ngạc ngữ nuốt sông thế gian muôn trùng. Hội thôi tiếng súng đùng đùng, gươm khua giang tiếng khác nào bắp ra. Còn thầy đứng chót khi Tây An, cả kêu thần tướng rước con đem về. Ngày nay cá cựu dồn đìa, hết cơn lưu lạc theo thầy bởi con. Ngày nay mới biết mất đi còn, chọn đi lửa lại hao mòn còn ba. Hết trong hết đời hết chỉ chờ, qua về tới thị dập ma giờ ba gia. Hằng hà xa số người ta, cộng đi lừa lại quỷ ma rất cả nhiều. Thế gian chết biết khi bao nhiêu, lớp hào binh khi lớp ba nào quỷ dư. Kéo nhau đi chật cùng đường, 72 đạo tranh dương chém ma đầu. Ngay trên núi Tâm có lầu, có cờ có phương gọi là Lửa Châu. Gom nhau các thứ đâu đâu, cùng là các đạo lối đầu riết theo. Đạo nào có giỏi mau theo, chữ châu các quốc ủng ủng
Tây Sang. Hồi xưa hỏi Tây An, thầy dặn hồi trước khoan khoan răng chờ. Thầy con yêu đuối vật giờ, con ráng ở lại sao chờ thầy ta. Tự lòng ba tánh tầm ra, đừng theo chen lẫn quỷ ma mà lầm. Bao giờ ở lại không tầm, tự lòng tự ý theo mà hay không. Đua nhau như cá rồng rồng, nôm na chết sớm mà dập giờ còn đây. Xâm nhau kết đảng kết bày, một dân sư thế ngữ tranh bài xưng dương. Rủ nhau lên xuống chặt đường, hết năm giáp khỉ thấy đời bước kỳ sang. Tháng sau năm khỉ nước tràn, khỉ ăn trái giáp thân ngồi khó trông. Năm dậu bệnh địa khởi công, phần ngồi bà tâm hết lo nghe giàu nghèo. Còn qua tháng sáu hiểm nghèo, bùng bùng ba tiếng lỡ mà thành sông. Xà con ra tới dinh ông, đưa ra tới lang bãi thương ý ông ta. Là thấy sợ người rất khác nào mồ ô, thấy nằm sắp lớp rồi bu sùng sục rồi đánh ầm ầm thấy ghê. Máu người cháy xuống ê hề, khác nào nước suối chảy ra nghi ầm ầm. Biển la trống đánh ình ình, thương cho cô giải chịu mình hoàng nghi ương. Mấy cô khổ sở trăm đường, cạo đầu tùng thiếu pháp ba trường phần nghi thay. Thầy chùa trói quách ngoài cây, ăn tiền hối lộ cũng xưng ông thầy. Mấy người đừng có châu mài, qua mặt trần thế quan ý mà thần tiên. Ngày sau tới hội có lựa quan ý từ đạo để chi hại người. Dân thay phải lục hải trần, việc không nói có quan thì rất kỳ quan. Tay cộng tay mở nghe gian, kêu ôm rúa dịch giấy gian nhiều lần. Bao giờ mình hãy cõi ở trần, tiện cây làm tướng hải ở trần giấy heo. Đến sau lâm hội hiểm nghèo, ngũ hành chư vị mắt đi mà quân y sư. Cho nên trời Phật biết cơ dư, quan quan thú
vật biết đi phương nào. Tới nơi tấu cáo trong trào, làm thầy pháp lục rơi đầu vì đâu. Bây giờ phải bỏ mau mau, cứ lo niệm Phật trước sau được nhờ. Núi Sam Bảo đã trương cờ, làm ra nhà diệt sự mà ba đau. Núi Bà nhà khói minh trào, bãi núi chứa ngọc chứa vàng chứa quân. Bà đội cơm nấu cho quan, ông cô làm khám chứa hàng lục phi châu. Núi Tường chưa lúa củi châu, ông két chưa lúa chứa âu người lành. Núi Sam thầy ở phân rành, quân sư nhà hớn dực dành nhà ngày nam. Cứ ra pháp lực thầy làm, sâu nào rào nấy chớ cho ai rờ. Các con khờ quá là khờ, nói sợ mắng lời giống mà lục châu. Bây giờ bay biết khấu đầu, bên nào tướng nấy vào chầu vinh đi râu. Thầy ra truyền đạo chém đầu, giả tô tệ quá chém đầu trụ di. Tại mày trước ở không y, hồi qua thập tự cũng ghi vào lòng. Chúa này ta cũng rõ thân, hồi vua tự đức với hồi giang long. Hội nhau gan ruột pháp phòng, có ông Trương Chiêu nịnh mà đầu tay. Nhập môn bốc hết thuốc này, đốt chảy do thuốc theo tay ngư trọn quyền. Mày hại mấy bác nhãn tiền, rút nhau mà chạy vua liền bỏ nghi ngay. Gom nhau chém đạo một lần, ngày sau sống sót giết ca hầu trù di. Hết năm dậu mới tượng tri, thầy lên làm xoáy để thầy lo nghĩ sao. Bao giờ tam giáo một nhà, biết nhau hai vợ đông tây hiệp hòa. Năm tức nối nghiệp cửa nhà, ba lãng làm chức lên mà từ công. Dẹp an thế sự cho xong, thằng nào chẳng chém trong uy pháp bế tràng. Tìm ra mối đạo Tây An, thằng nào tà đạo chém má đầu để chi. Nước Nam khôi phục vậy thì, lần lần dạy dỗ cho y lời truyền. Năm tức còn hơi chưa yên, phần ngồi chuyện y thứ tới mà coi chơi. Đạo lứa công chúa dậy thời,
quê kỳ tiếp sức hại ở đời nhà nghi nam. Đồ bay cất nổi việc làm, thoại ba công chúa đăng phàm tiếp và theo đạo lư pháp thuật hiểm nghèo. Phi xa tàu thạch đốt nhà lửa nghi bay, làm cho cây ngã đá tan, hổ phong quán giỏ chặt đàn bình y mang. Nước phun lửa cháy sáng lòa, tối trời tối đất ban ngày như đêm. Thoại ba câu trước tiên đình, cho lưu kim đính ba tiêu tay cầm. Ba tiêu mượn của Phật bà, hồ lô mượn của ông mà xích mây. Nếu không giết nó hết trước đây, nếu mà để dậy chết đi không còn. Thế con dòm thấy ao mòn, tàu thêm tiếp sức với mà chân mi nhân. Lạnh phù lưỡi sắc hết trí trơn, đằng dân giá giỏ xuống ra phép thầy. Xa xuống dòm thấy quê kỳ, đào lư tiếp dặm tiếp ba thầy sông mi vô. Thoại ba bước xuống liền hô, thoại ba cất tiếng xin cô liền đừng. Đào lư bối què liền mừng, địa tiên đâu dám sánh cùng thiên tiên. Hô phong quán gió liền liền, đào lư phun lửa dính liền thâu vô. Đào lư biến quá biển hồ, thoại ba lại quá lưới trời trải qua. Lớp đi lớp ỉa lớp ba hà, đào lư giận dữ biến ra tối trời. Tư bệ kiếm chém khắp nơi, thiên la địa giọng văng ra khắp trời. Phi đao mắt lưới hết rồi, quá ra cầu lớn tư bề không chân. Kim đinh thấy vậy dừng dưng, kêu thầy bốn tiếng cứu con khoen này. Rồng vàng xanh bạch rồng bốn con đỡ lấy vậy mà cù lao. Bao giờ thế sự không sao, thoại ba liền quạt ba tiêu hoàn hình. Coi đi ngó lại dị hình, con ngưu độc giác giống hình yêu tinh. Đêm về Phật y tổ hoàng hình, xúc chuồng nó hại dân tình thác kỳ quan. Cầu ông thánh y Tây An, sao đây cầu Phật thế gian lưu truyền. Năm tức mười bảy tháng y ba, bước qua mười tám vậy mà tháng y tư. Đại hội thần Phật đều vui,
kẻ thời giỏi dở kẻ gần người xa. Mười tám ông thánh đều ra, thì đấu thì phép thì tài biển sông. Với nhau một trận long đông, ai còn ai mất gom chung một lần. Con chó còn biết nghĩa nhân, tìm chúa tìm thần tìm chủ thổ xưa. Thế gian như pháp không chìa, tháng từ năm tức cho chìa ba gia. Yên nơi yên cửa yên nhà, đổ ai tranh đặng nước nhà Tây An. Dầu cho chó có xuống hang, đi đâu cho khỏi Tây An giữ gìn. Ngày sau Phật xuống thần linh, cai trị ba tánh giữ gìn chúng sanh. Đạo thần tiết quý đua tranh, sao còn lưu trú hoàn thành cùng đi ra. Dương phạm cũng chế lòng tham, dân tiện tử trực cùng là hướng mình. La thông chỗ mặt khi rất khi sinh, bao giờ xuất khi thanh hiện vinh nữa trọn đời. Tề thiên dạo khắp mọi nơi, càng không thể giới rắn mà tình tâm. Giết đời còn chẳng mấy năm, sao không tu niệm để làm thánh tiên. Thoại ba tiếp giúp trọn hiền, nhìn ra cho biết lưu truyền giảng dân. Đánh nhau một trận tân phân, cùng nhau một trận tử phân bài thành. Chữ tu liền với chữ hành, là thông xuống tiếp với mà công nương. Chân nhân tôn tận giúp ma đường, bùa linh hô gió kêu mưa khắp tỷ ngàn. Nước kỳ nam châu báu ngọc vàng, các nơi xâm dịch đem về châu lưu. Bây giờ ai có công tu, muốn cho khỏi đọa ráng tu khỏi sầu. Sông tiền mỹ thuận bắc cầu, núi cấm quá lầu lỗ vẻ gần đây. Giác khi tu ráng nhớ lời thầy, tu mê bỏ đạo sao này khổ đau. Trong xa mà chẳng thấy xa, đến niên ấp gà tới sát khi bên lưng. Ráng tu chưa mê chưa diêm, muốn thân lãnh nàng kiếm tìm gậy xưa. Cao miên thứ thổ không chưa, thế nào bãi núi cháy thôi vô cùng. Ráng nghe tiếng ré cổ lùng, tạm cảnh nó gái tìm đường thoát kỳ thân. Tu hành niệm Phật cho cần, kẻo sao lầm lạc nhiều lần lòng mi đông. Tu hành như buổi chợ đông,
đừng ngám danh lời chớ hòng tham mi gian. Cơ trời định dậy chớ than, cứ niệm Di Đà bốn chữ mang vô. Tu hành như cá phôi khô, tuy không có muối mà khô mới màu. Nói ra thêm bắt buồn rầu, nắm heo mới biết thôi mà diệt hung. Chúa tôi cộng lạc chung cùng, đất giường dành giữ muôn trùng sắm mà chi. Gia cầm nhiều có bán đi, nằm về phải dứt để thầy chẳng mi ăn. Đừng mà niệm Phật đi lăng xăng, học mà dối trá tranh năng khóa lòng. Ráng tu niệm Phật đi cho thông, cứu trong dòng giống trừ mà dịch ôn. Trừ luôn cái lũ bôn chôn, kẻo mà mất xác tuyệt hồn không hay. Học văn sách vở toán bài, chuyên nghề theo thánh có ngày phong lao. Nam mô hai chữ Quán Cừu, tôi ra cũng giảng đêm cùng biết cả chi. Tà lục là tâm ngu si, nam mô vô đạo phải y nhớ lời. Nam mô A Di Đà Phật. Hết quyển ba Kỷ Dậu Niên 1849. Đức Phật Thầy Tây An, quân sanh Đinh Mão Niên, thập ngoạt thập ngũ nhật ngọ thời, chú sanh tự Lâm Tế Gia Chư Thiên, Phổ Tam thập bát tế thượng pháp hạ tạng tánh đoàn, pháp danh Minh Quyên, đạo hiệu Giác Linh Chi Niệm Tọa. Tịch ư bính thình niên, bát ngoạt thập nhị nhật ngọ thời, thị tịch diệt. Ngài sanh tại làng Tầm Sơn thuộc cái Tàu Thượng tỉnh Sa Đéc Nam Phần, niên hiệu Gia Long thứ 8. Chữ Bửu là hiệu Phật Dương, chữ Sơn Phật Thầy tinh tưởng Phước Dư. Chữ Kỳ là hiệu Bồn Sư, chữ Hương Phật Trùm bốn chữ phải mang. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chuyển luân bát quái. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyển luân thiên địa ngữ thình lình, thiên thời dị khởi đao binh chiến trường. Phần thời ác đi tu loạn đường, phần thời đói các thất thường chẳng mi an. Nói cho ba tánh đặng y tàn, khá tu thuần nết kéo quan linh hồn. Tuần hoàn thiên địa nhất kỳ môn, âm dương tương hiệp càng khôn thấy bình. Bây giờ còn hỡi điêu linh, chuyện luân bát kỳ quái mới bình mới yên. Cung càng giống thiệt tam liên, còn trong tức hỡi não phiền chúng sanh. Cung cảm chúng mang đảm
xa hai. Cũng cần phúc hoàng từ đây, sự dần sức thanh phép lai quy thường. Cung chân hướng bồn khá tương, năm mẹo bước tới thành trường Phục Kỳ Nam. Cung tôn hạ đoàn chưa cam, thịnh tệ mới có thông tam cõi đàn. Cung ly trung thủ rõ ràng, năm ngọ thời mới minh đường chính ngôi. Cung khôn lục đoạn thương ngôi, mùi thần cung giáo mới ngồi định phân. Cung đòi thượng khuyết cùng mơ gần, tới dẫu có Phật mười phần thành như tôi. Chuyện lương bác quái đất nghĩ trời, châu nghi phục thị lắp đời thượng ơn. Gian tà hung đáng sạch như chân, quần lai thượng cổ thiện nhân thao hiền. Trên vua kế vị vàng niên, dưới thời trăm họ niên thọ trường. Bài thơ này của Đức Bổn Sư sao y nguyên văn. Đức Bổn Sư sao Đức Phật Trùm là Đức Bổn Sư, ngài chính danh là Ngô Lợi hay gọi là ông Năm Thiết. Sinh năm Canh Dần 1830, mở đạo năm Mậu Dần, sáng lập tông phái Hiếu Nghĩa. Ngài cũng giúp thế độ đời, và sau khi quản truyền được 12 năm, đến ngày 3 tháng 10 năm 1890 Canh Thìn, thì ngài tịch hưởng thọ 61 tuổi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý khán giả và chư đồng đạo, tiếp theo là bài 10 điều khuyên tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Đều có những thầy quyên năng nhớ, lòng trung niên một thở còn nếu. Dù ai nặng nhẹ đều quyết không bỏ lê ca siêu của thầy. Nhiều thứ thắc đang dây con đó, nếu ngã lòng không có tiêu tan. Việc gì còn ở trần gian là điều quyền quạt chớ mang nơi lòng. Đều thứ hai thầy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung. Luôn luôn tha đối quan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Dìu dân nhau đi tô trong quả, phải thật tình với ta chung quanh. Thì thòi cam chịu đã đành, dối phân gì thầy dành cho ý con. Đều đừng ham mến chuyện quý nhân gạt lường. Dù gian ba đầy dương trang đồ, cuộc trần này chưa đủ con ơi.
đều tới pháp hôi lục pháp chay cố xích đi trao dồi thật đi tà sương máu tanh hôi có cây rau cải cũng rồi bữa đi ăn đức tự bi lòng hành thể không sát sanh lòng thiện tan đi còn làm trái tuy chẳng ngọt mi ngon còn hơn thú vị có chán máu hồng đều đó năm quý công hồn dần gần ghé gì cho bằng lòng mình con sẽ giảng quyền thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình vô lâu muốn gì đi sai tắt đầu sân đi nổ là nguyên nhân thông vô lý tan chờ xong chữ nhận lý ký bàn không minh sáng đều sao đi ta thầy dặn ngày hai thời lặng lặng công phu dĩ chí dầu quá cần cù cũng như vậy phút tập tu quá nguyện cầu khi rằng vì đồng sâu chờ đem sống kinh tự của thầy ban học cho ông thuộc tôi ở hàng ngâm nga trong lúc đi thanh nhà bóng ngó đều quả an ủi người và cả ơi đau tuy nhiên có thể giúp tí vào lắm cơn hoạn nạn khi nào cần có phước đức ấy vẫn còn muốn thổ tuy vô hình đừng ngỡ cõi trần hồng mấy ai đến cõi lòng thanh ni cao đều tám lời nào thầy dạy dù khổ lao nhớ này không mưa trên biết rằng có phải hy sinh Phật tiên đâu nỡ hay sao đừng chấp gì nói đau rừng thầm hay là đường muôn dặm xa đâu nếu con thề giữ trọn ý lòng đường đắc đạo thối dòng từ đều chính đạo lành nơi bạn dự làm sao có bạn không mỹ thù từ đây con nhớ rằng tôi hạ mình nhẫn lôi dù là nghĩ thông lời nói đừng hơn người nếu phải ép ba lần
không ham những chuyện mênh mông, vừa lo đủ ấm má đeo bồng mà dễ đều. Tình thương xa hội giúp cơn thiết tình, ở tổ tiên dặn Phật con cháu ơi, đó những lời dạy bảo thầy mong. Con ơi hãy ra đi lòng, bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng Nam Mô A Di Đà Phật.